Lâu lắm rồi không đi câu lăng xê ở hồ dịch vụ anh em nhé. Nay thì mình đi câu lăng xê. Nay thì trộn nó không nhiều mồi, mình trộn ít mồi anh em ạ. Trộn khá là ít mồi thì hết mồi thì về. Mình trộn bằng nửa mọi khi thôi. Đó, bốn thứ anh em. Phết vào đánh thôi. À, do là câu luôn nên là cho thêm mình cho thêm ít nước ở nhà luôn. Để xuống hồ đỡ phải cho thêm nước. Thì câu cái hồ này thì nó hơi chán. Nhưng mà cố gắng anh em ạ, bởi vì bây giờ có mỗi ở khu vực này có mỗi cái hồ đấy là câu được lăng xê thôi, còn lại thì toàn là câu lục. Hôm trước về đi Ba Vì với mấy anh em câu lăng xê đấy. Hôm xong rồi một buổi câu lục. Buổi này lại đi câu lăng xê. Tự dưng lại lười đi câu anh em ạ. Thì mình hôm nay mình đi câu, mình câu lăng xê nhưng mà câu ống bơ anh em nhé. Thế còn mình xúc theo một ít thính nền mang đi thả câu lục. Chính ra thì vẫn là câu lăng xê thôi, mình thả hú họa thôi, xong là để đến tối thì ném lăng xê mà thôi, câu lăng xê luôn đi, hết mồi thì về anh em nhé. Lục nó đau đầu. Mình mang ném một cái ống bơ, hai cái lăng xê đi. Một cái cần và hai cái ống bơ. Hoặc là một cái ống bơ, nếu mà không có chỗ thì một cần một ống bơ cũng được. Hôm nay mồi ít này anh em này. Câu này hết mồi thì về thôi. Cũng không lòng hoàng nhiều. Thì câu hồ 100.000 này anh em. Hồ này thì chính ra nó cũng không cho câu lăng xê đâu. Thế nhưng mà hồ này nó lưới lỏng quản lý. Nên là ném trộm lăng xê thì vẫn cứ được. Hồ nó nhỏ quá mà anh em. Đi câu tối nha anh em nhé. Chiều rồi, hơn 5 giờ chiều. Đó. Mình cho thêm ít nước này. Ngáo ra. Nước nữa. Cứ cho thêm nước khi nào mà cảm thấy vừa tay thì thôi. Ủa, chết rồi, quả vừa xong này. Hơi quá tay rồi, sẽ nhão. Mà vẫn chưa nhạo anh em ạ.
Hôm nay không đánh tơi nha anh em nhé. Có hai kiểu trộn, một là đánh tơi, hai là đánh dẻo. Vẫn hơi dẻo anh em ạ. Nào mùa hôm nay tự dưng nó lại dẻo thế nhỉ? Dẻo quá anh em ạ, không hiểu tại sao hôm nay mùi nó dẻo thế. Hay là mình cho nhiều chuối quá nhỉ? Mọi khi cho một quả thôi, hôm nay chuối vứt ở trong tủ lạnh. Quả nó quắt đi, còn bé bé, thế là mình phang luôn hai quả. Đâm ra là nó hơi dẻo hơn mọi khi ra. Dẻo thế, dẻo thế này thì ném xuống nước thì bao giờ mới tan đây anh em. Dẻo như kẹo này á. Cho thêm bao nhiêu nước rồi? Hơi dẻo quá anh em ạ. Rồi, có một cục nhiêu đây thôi, câu hết mồi tiền này. 100.000 tiền hồ nhá. Chỗ này thính nữa, chả biết câu được bao nhiêu cục đang xê, nhưng mà hết. Nhưng mà hết, hết mồi tiền về. Rồi, ra lấy mấy cục lắc xê vào đây nắm mồi anh em nhé. Đang lăng xê anh em. Lần trước mình nhập nhiều lăng xê, có nhập 1.000 bộ, đâm ra là bây giờ vẫn còn lăng xê anh em nhé. Giờ vẫn còn khoảng hơn 100 bộ nữa mới hết được. Anh em nào lấy lăng xê thì cứ để lại số điện thoại thôi. Lăng xê là mình 50.000 bộ đấy anh em nhé, bán đắt vãi cả lồn ra đấy. Như một số anh em nói là bán đắt vãi cả lộn đấy, nói bậy tí nhưng mà anh em cũng nghĩ thế thôi. Thực ra trong thâm tâm thì rất nhiều ông muốn nói cái câu đấy nhưng mà bị mình chặn thôi. Thế nên là mà cái từ nói tục là mình chặn nên là không nói thôi. Tiền nào của nấy thế thôi. Tiền ít cứ đòi hít hàng ngon. Mùi hôm nay dẻo quá anh em ạ, không biết đánh thế nào đây. Mùi hương thì vẫn thế nhưng mà dẻo kinh khủng. Sợ xuống nước nó lâu tan anh em ạ.
Đâm là mình nắm, mình không dám nắm chặt giống mọi khi này, nắm rất chi là lỏng lỏng luôn, không dám nắm chặt như mọi khi. Thì mình muốn đi câu buổi chiều xong là xuyên tối để hy vọng bắt được con cá to to ở cái hồ đấy thôi. Thì vừa rồi đi câu thì toàn là ở mấy cái hồ mà cá nó to to. Nên là bây giờ tự dưng quay ra cái hồ bé, câu nó chán anh em ạ. Cảm giác không thích câu cá nhỏ lắm. Thế nên nhưng mà thôi. Tại vì ở quanh khu vực Hà Nội còn mỗi cái hồ này nó cho ném lăng xê, không phải là cho ném mà là mình ném trộm được lăng xê mà. Nên là đi ném lăng xê trộm. Mất tiền đóng tiền đồng hoàng nha, nhưng mà mình mắc phao vào mình câu để giống như kiểu câu lục thôi. Chứ thực ra thì cái chủ hồ này này, người khác câu thì nó chả nói gì. Thấy mấy ông già ngồi câu, có ông còn câu đến 2 3 cần nó cũng chả nói gì, nhưng mà cứ không biết là cái ông nọ đồn tai ông kia xong rồi nó kể đến tai chủ hồ sao ấy, mà cứ thấy mình là nó dòm soi. Nên là lắm lúc nó xuống cái hồ này cũng không khoái lắm. Cậu Lục nó cũng nói, cậu Lục nó bảo chỉ là câu lục thôi nhá, không câu lăng xê đâu. Mà câu lăng xê thì nó lại bảo là cũng chỉ được câu lục thôi nha, không được câu lăng xê đâu. Thì lảng thả câu mẹ nó lăng xê cho nó nhanh anh em, đúng không? Mùi này nó keo quá anh em ạ. Mình nghĩ xong phát này mình phải trộn thêm nước thôi. Thì mình nắm sẵn 3 cục anh em nhé. Đấy, chỗ này là so với cả anh em đi đi câu luôn được một buổi đấy. Chỗ mồi mình cho câu thử đấy. Anh em đi câu là trộn lên được cục giống mình này. Anh em mới đi câu về nó không gỡ, nó rối quá, vứt cả mớ vào với nhau, vứt ở trên trong máy tính nhưng mà không sợ nó gì đâu, nên là cứ vo 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 nắm vứt hết vào đấy, lười mà anh em. Hà Nội là có đang có dịch sốt xuất huyết đâu, là đi cũng hơi ghê anh em ạ. Mình mới khỏi xong. Nắm bé thôi anh em ạ. Lò xo anh em nếu có tự làm lăng xê thì đi kiếm những cái lò xo nhỏ thôi. Nắm cho nó đỡ tốn mồi. Thực ra cái lò xo thì nó chỉ để mục đích là nó giữ mồi cho nó, mồi nó khi mình vụt nó không bị bay đi thôi mà. Mấy cả nó có cái chỗ để mà buộc lưỡi câu đấy, gần nay là thứ bảy anh em nha, thì chắc là khoảng thứ chủ nhật hoặc thứ hai thì sẽ có video móm hay là không móm thì cũng phải có video thôi. Nói thật là mình đi câu lăng xê thì không có móm đâu anh em ạ. À, đã đi câu lăng xê là không bao giờ móm, quan trọng được ít hay được nhiều thôi anh em. Đây, cái này thì xỏ xốp trước đi, thì dự định là câu 1 đến 2 đến 3 một cần vào một ống bơ, nên là nắm 3 cục mồi. Nếu mà có điều kiện mà có chỗ ném thì ném thêm cái ống bơ nữa, thế là thành 2 ống bơ đi.
thì mình sẽ xỏ xốp trước và thêm một bộ lăng xê đây nữa. Mình xuống đến hồ chắc khoảng tầm cũng sầm sầm tối rồi anh em nhé. Nhưng mà hôm nay trời nắng rất chi là to nên là cũng khả năng là cũng xuống đến nơi vẫn còn ánh sáng mặt trời đấy anh em. Thôi nắm mưa này, tiện xiên xốp để nắm luôn thêm cục này đi cho nó 4 cục xuống hồ đỡ phải nắm. Dẻo quá, mồi hôm nay dẻo quá, mình không dám nắm chặt anh em, nắm hờ hờ thôi để xuống nước cho nó tơi. Khi mà muốn mà cá vào nhanh ấy, thì anh em ném xuống nước thì nó càng tơi càng tốt anh em ạ, nó càng tơi ra nhanh mồi thì càng tốt thì cá nó càng nhanh vào. Nhưng mà xuống cái cục mồi mới đến nửa tiếng đồng hồ mà nó không tơi ra ấy, thì cũng phải nửa tiếng đồng hồ cá nó chưa vào. Nếu mà muốn càng cá vào nhanh thì anh em trộn mồi càng phải cần phải tơi mồi nhão nhất có thể và khô nhất có thể. Ok anh em, thì mình dừng video ở đây. Ra đến hồ Hello anh em, tiếp vừa tục đến quay nơi video anh nha. em xem. Đây có ông anh đi câu cùng đây. Ông anh mấy anh em chơi với nhau nhá. Ông anh ngồi từ trưa nhá. Từ trưa chưa thấy gì nhá. Giờ mình ra mình bắt đầu hành trình xem có món không anh em. Thủ ngồi bên kia rồi. Được con gì chưa? Lâu lắm rồi mới gặp. À, anh ngồi lâu chưa? Nhiều gì hai anh em một cái quật cho anh nhỉ? Thay cái mềm cho nó khớp. Mẹ đéo gãy được. Nếu mà dòng cái cần đầu con sôi to lắm anh thì không được gì, chưa lên thôi nhưng mà nó cũng phải tầm 6-7 cân rồi.
Anh ngồi bao nhiêu người được cả anh được mình ăn nhiều chưa? Mà anh không biết chứ ông gọi lại của anh bảo ba của mình ông anh cũng ba mươi rồi. Cá đang ăn mạnh rồi. Ok anh em, chờ đợi kết quả nha. Qua hàng rồi anh em, dính hàng rồi, biết có con thổ tả gì. Rồi, anh em có tin được không, con trôi ba lạng cá trôi thì cá trôi ba lạng không biết đi nổi, cá quá bé, nguy hiểm quá. Mình không lấy, mình cho ông anh lại ăn hàng để chả biết là cái con thổ tả gì. Anh em được con chép khá khá nhá, hơn cân nhá. Anh
nha. Trong một chạy vào đâu chán nhỉ. Anh em vậy là được một chôi một chép rồi anh em nhá. Chôi thì cho ông anh rồi, còn chép thì mình lấy chép ăn được. Ok, trời sắp tối rồi, mới được khoảng 20 phút thôi. Anh em cái làm kiểu này thì lấy nó hết chôi tiếp đấy. Bé như chắc là như ngón chân cái hoặc 2-3 lạng. Phí mồi. Anh em con thứ ba rồi, 6 giờ tối rồi anh em nhá. Nhưng mà hai chôi nhỏ lấy mỗi con chép thôi. Con ném xong lại dính rồi.
này ăn được anh em nhé. Đấy, cái tầm vậy thì ăn được chắc nó khoảng 6 lạng. Ồ, bé quá. Cho cá lên. Dễ ủ ủ. Anh thằng anh lấy lốt con trôi này. Không không. Ồ, anh lấy lốt đi. Lấy em lấy con chép thôi. Anh chỗ kia về thì để nó chết. Túi anh đâu? Vứt đi cho nó phí. Túi anh đâu? Không lấy đâu. Ừ. Cũng cầm luôn về cho nó. Rồi. Cái khi anh cầm anh lấy lăng nhăng luôn. Đi về thì... Ơ thế túi cá anh đâu? Đấy ở chỗ kia. Để trước anh quay lại thì sau. Hai ngày. Anh em ơi, hôm nay được toàn là cá bé nên đâm ra là không câu nữa. Mới hơn 7 giờ thôi. Nhưng mà té thôi. Hôm nay cá ăn rất tầm nhưng mà cá bé. Mình lấy mỗi con chép này. Đó, nó còn hơn cân. Còn bao nhiêu trôi nhỏ đây vứt cho ngoại. Anh em xem này. Ôi, cá bé lắm, lần sau cạch cái hồ này ra. Anh em nhìn số lượng thì nó nhiều không? Nó về được mười mấy con cơ. Nhưng mà toàn trôi con. Mình lấy con to này thôi. Rồi. Hôm nay đi đâu bánh lăng xê đây anh em nhá. Nếu mà anh em nào lấy lăng xê thì cứ để lại số điện thoại mình. Sau mình tự động liên hệ. Ok anh em.